Chào mừng quý vị đến với bản tin FBNC hôm nay ngày 15 tháng 6. Và tôi xin được gửi đến quý vị các thông tin quan trọng đầu tiên. Moody's nâng triển vọng tích cực cho năm ngân hàng Việt Nam. Công bố đường dây nóng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc về thông tin chống dịch MERS. đa số đại biểu quốc hội đồng ý cho người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần vị chủ nhiệm văn phòng quốc hội trưởng đoàn thư ký kỳ họp lần thứ 9 vừa gửi đến các đại biểu quốc hội kết quả tổng hợp ý kiến về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc. Qua thăm dò thì có trên 87% số đại biểu quốc hội đồng ý việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Cuộc thăm dò ý kiến đại biểu Quốc hội về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần đã thu về 470 phiếu hợp lệ, trong đó 411 phiếu đồng ý với tỷ lệ tương đương là 87,45%. Từ kết quả trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban các vấn đề xã hội phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc trước đó bộ lao động thương minh xã hội đã trình quốc hội xem xét đề xuất cho phép người lao động không đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng thì có quyền chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần tuy nhiên có ý kiến lo ngại nếu cho phép người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động khi về già sẽ khó bảo đảm ổn định cuộc sống và khi đó ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với những người không có lương hưu sẽ phải tăng thêm Thưa quý vị, trong phần đánh giá xếp hạng, đánh giá rủi ro đối tác mới đây, thì hạng đánh giá tín nhiệm Moody's đã nâng triển vọng tích cực cho 5 trên 9 ngân hàng Việt Nam. Theo công bố của Moody's, 5 ngân hàng được giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm nhưng nâng triển vọng lên tích cực là ngân hàng ACB, ngân hàng quân đội, ngân hàng Techcombank, Sacombank và VPBank. Ba ngân hàng khác được giữ nguyên trưởng vọng ổn định là Vietinbank, BIDV và ngân hàng Sài Gòn Hà Nội. Riêng Vietinbank và BIDV có xếp hạng tiền gửi nội tệ và ngoại tệ dài hạn lần lượt là B1 và B2, còn xếp hạng dài hạn của SHB là B3. Cũng theo Moody's, nhờ tình hình kinh tế vĩ mô được cải thiện, nên thanh khoản của hệ thống ngân hàng cũng tốt hơn. Các ngân hàng đã giảm hoạt động vay mượn lẫn nhau áp lực tỷ giá giảm đi, lạm phát và lãi suất cũng giảm nhanh trong 2 năm qua. Do đó, dù cho rằng chất lượng tài sản cũng như hiệu quả kinh doanh đang xấu đi, nhưng với môi trường hoạt động ổn định, nguồn vốn và thanh khoản được cải thiện, Moody's vẫn nhận định khả năng trả nợ của hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ tốt hơn trong khoảng từ 12 đến 18 tháng tới. Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương CM vừa công bố báo cáo đánh giá quá trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2014. Báo cáo cho rằng Việt Nam vẫn đang đối mặt với nguy cơ bất ổn kinh tế, nguyên nhân là do quá trình tái cơ cấu chưa hiệu quả. Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương cho rằng nguy cơ bất ổn kinh tế đến từ sự gia tăng nhanh chóng của nợ công cùng với hàng loạt vấn đề như cổ phần hóa chậm, xử lý nợ xấu kéo dài. Tiến sĩ Lưu Bích Hồ, nguyên viện trưởng viện Chiến lược phát triển đánh giá Việt Nam mới ở giai đoạn đầu của tái cơ cấu, chưa thực chất đi vào nguồn. Tái cơ cấu vẫn trên nền tư duy cũ và chưa rõ mô hình tăng trưởng đã thay đổi được gì. Mặt khác, ông Nguyễn Tú Anh, Phó trưởng ban chính sách kinh tế vĩ mô của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, tái cơ cấu đầu tư công mới chỉ dừng lại ở siết chặt kỷ luật đầu tư công, chứ chưa tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí đầu tư. Tiếp nối thông tin, chúng tôi đã đưa về việc tranh chấp quỹ bảo trì hơn 100 tỷ đồng giữa chủ đầu tư tòa nhà cao nhất Việt Nam là Ken Nam Landmark Tower tại Hà Nội với cư dân sinh sống tại đây. Thì phòng quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm vừa khẳng định trước mắt chủ đầu tư tòa nhà này phải bàn giao ngay 100 tỷ đồng quỹ bảo trì cho ban quản trị đại diện cư dân nơi đây. Thông tin từ hội nghị nhà chung cư Kinh Nam cuối tuần qua cho thấy, phòng quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm, người đại diện cho Ủy ban nhân dân quận đã khẳng định, chủ đầu tư tòa nhà Kinh Nam phải bàn giao trước 100 tỷ đồng quỹ bảo trì vào tài khoản chung giữa ban quản trị chung cư và doanh nghiệp này. Phần còn lại của quỹ bảo trì sẽ được chốt bàn giao sau khi cơ quan kiểm toán công bố kết quả kiểm toán dự án này. Công bố này cũng đồng nghĩa với việc chính quyền quận Từ Liêm đã bác bỏ đề nghị bàn giao quỹ bảo trì theo lộ trình 20 tỷ đồng mỗi tháng bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 tới của chủ đầu tư Kinh Nam. Mới đây do không tuân thủ quyết định của Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm về việc bàn giao ủy bảo trì cho ban quản trị trước ngày 10 tháng 6, nên cơ quan công an đã vào cuộc làm việc với chủ đầu tư tòa nhà này. Khả năng Kinh Nam có thể phải đối diện với cuộc điều tra toàn diện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Và chuyên mục mỗi ngày một con số ngày hôm nay chúng tôi sẽ nhắc đến con số 3.200 tỷ đồng. Đây là mức kinh phí dự trù cho việc đầu tư xây dựng thêm nhà ga quốc tế mới tại cảng Hải Phòng Quốc tế Đà Nẵng. Theo ông Lê Mạnh Hùng, tổng giám đốc ACV, thì nhà ga hành khách hiện tại của sân bay Đà Nẵng chỉ đảm bảo phục vụ được 4 triệu lượt khách mỗi năm và từ 6 đến 8 triệu lượt khách mỗi năm từ 2015 trở đi. Trong khi lượng khách đi máy bay thông qua hãng hàng không quốc tế Đà Nẵng không ngừng tăng trưởng với tốc độ tăng hơn 14% một năm. Do đó, thì việc xây dựng thêm một nhà ga hành khách tại Đà Nẵng là rất cần thiết. Liên quan đến phương án đầu tư thì phía ACV cho biết tổng mức dự kiến là 3.200 tỷ đồng, trong đó thì chi phí xây dựng và thiết bị lên tới 2.390 tỷ đồng, phần vốn giải phóng mặt bằng là 300 tỷ đồng. Và để kịp phục vụ trong dịp hội nghị APEC vào tháng 11-2017, thì ACV kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét phê duyệt và có hướng dẫn về hình thức đầu tư phù hợp, đảm bảo tiến độ triển khai dự án khởi công vào tháng 1-2016 năm sau. Và chuyển theo sang một thông tin tiếp theo thưa quý vị để giúp cho người dân ở trong nước cũng như nước ngoài có những thông tin nhanh chóng về dịch bệnh MERS thì mới đây Sở Y tế Hà Nội vừa công bố đường dây nóng để tư vấn phòng chống dịch MERS bằng 3 thứ tiếng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc. Theo đó, thì để tư vấn phòng chống dịch MERS bằng tiếng Việt và tiếng Anh, người dân có thể gọi vào đường dây nóng là 0969 082 115. Và để tư vấn bằng tiếng Hàn Quốc, người dân có thể gọi đến số 0949 396 115. Hiện tại thì Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm MERS nào, nhưng có nguy cơ dịch sẽ xâm nhập vào Việt Nam do có giao lưu thương mại và du lịch khá sôi động với Hàn Quốc và các nước Trung Đông. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh thành truyền thông về nguy cơ dịch MERS cho người nước ngoài, đặc biệt là người Hàn Quốc đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Yêu cầu những người trở về từ vùng dịch phải khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu có triệu chứng ho, sốt, viêm đường hô hấp cấp, phải báo cho đường dây nóng phòng chống dịch hoặc cơ sở y tế. Và mời quý vị tiếp tục đón theo dõi các thông tin sau đây sau ít phút giải lao. Đến lượt ngành du lịch vận động tiêu thụ nông sản nội địa, chuyên gia và nhà đầu tư kêu gọi chính sách nông nghiệp cởi mở và hấp dẫn hơn